Huyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại thì anh Hải, chị Loan về nè cô chú anh chị. Nó sẽ Huyền Thoại của cậu Năm Vũ Linh ha. À, bữa nay là 29 Tết nha cô chú anh chị. Đó, xe của cậu Năm Vũ Linh nè. Anh Hải đang lái xe ha. Dạ buôn, dạ buôn. Dạ con về hai cô chú anh chị từ trên mộ cầu Năm về. Chị nha. Đây là hai trợ lý của chị Loan ha. Ở đây trong kia, trong đây là còn anh Hải lái xe. Hết rồi. Phương đang dọn nhà cả nhà. Phương đang dọn nhà. À, nói chung là anh Hải có lẽ là Hải mới chở má Tư về, sáng là má Tư đi xuống đó nè. Đi lậu một chút. Sáng là má Tư má Tư Quốc Thanh đi chung với chị Hồng Loan. Không có buồn. À, chị Hồng Loan đang chơi với Thách Phương rồi. Chị đi nữa hả? Anh Hải đi nữa hơn cô chú chị. Thưa anh Phương. À, anh Phương đang sửa xe của chú anh chị. Tôi sửa xe cho chuẩn bị chặt Tết. Ở hiện tại thì anh Hải cũng chở xe đi, chở trợ lý của chị em Loan đi cô chú anh chị mà không biết đi đâu cô chú anh chị. Thì hiện tại thì chị em Loan ở trên mộ. À, cũng với mấy anh em tiếp trên mộ ha, thì giờ đây cũng khá là mệt rồi, bé Buôn vô thì cũng mệt ha, cũng chạy lên lầu. Chị em Loan cũng giờ đang nghỉ ngơi cô chú anh chị, bữa nay là 29 Tết rồi, thì coi như là bữa nay là không có bán hàng nha cô chú anh chị. Thì anh Phương, ảnh đang sửa xe, thì bữa nay là chính thức là chị không có bán hàng, chị không còn gì để bán hết trơn. Cũng yêu quý là cô chú anh chị và khán giả và bà con cô bác ủng hộ chị Loan suốt mấy tháng qua. Thì Tết bữa nay cũng hết hàng, chỉ còn Yến hơn hay cô chú anh chị. Còn giờ thì thực sự là giờ còn anh Phương, ảnh đang sửa xe thôi cô chú. Thì đường phố thì giờ giống ngày Tết vậy cô chú anh chị, vắng teo à. Đúng, bữa nay mới 29 Tết thôi mà đường phố thì vắng teo, không còn ai nữa cô chú anh chị. Đó, ở phía bên ngoài thì xe chạy một hai chiều, đó đường Phan Đăng Lưu. Thì chạy đó đắt một số thì về quê hết trơn của chú anh chị. Nói nhà chị em Loan thì hiện tại giờ cũng bình thường ha cô chú. Tại thì anh Hải chở cái Mai về cô chú anh chị đó, đó anh Hải với lại đây là tài xế chở cái Mai về ha. Còn kia là trợ lý của chị Hồng Loan. Thì hãy vừa mới về luôn cô chú anh chị. Cái máy rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời nụ luôn. Mà và bông thì ít thôi nha. Rồi đẹp luôn cô chú. Bữa nay 29 Tết là anh Hải chạy cái máy về. Lúc nãy anh Hải chạy xe của cậu Năm Linh. Vừa đến là chắc để gửi xe ở đâu rồi cô chú anh chị. Mai cái gì?
dễ thương quá anh Hải à. Dạ. Mang nhỏ dễ thương. Bây giờ anh Hải trả tiền cho anh hai cô chú chị. Đó. Hồi nãy cũng đóng cửa luôn ha cô chú. Cái đường nào anh ở đâu anh? Anh mua ở đâu? Mua quận 7. Rồi anh Hải cũng vừa mới mua cây mai về cô chú anh chị. Và quý luôn, Hải cho mỗi một cây mai về luôn cô chú anh chị. Thì thôi cũng xin thông báo bữa nay là 29 Tết nha cô chú anh chị, thì vẫn còn một ngày nữa ha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị, cô dì chú bác thì có ủng hộ cho Liên Tí Chị Bích Trâm những vé xem diễn kịch Tết nha cô chú anh chị. Bến Tre với lại nhiều diễn kịch mới lắm cô chú anh chị, diễn từ mùng 1 đến 19 Tết luôn cô chú anh chị. Thì thôi nhắc lại là giá vé trên 8 ghế đầu thì 250, còn ghế giữa, những cái giữa thì 200, thì mấy cái cuối thì là 150 cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho chị Linh Tí Chị Bích Trâm nha cô chú, để chị được có chi phí nha cô chú anh chị, để chị diễn xuất nhiều những cái kịch năm mới nha cô chú anh chị. Thì lúc đó thì thọ sẽ quay cho cô chú anh chị xem những kịch nha cô chú anh chị. Thì những sân khấu trên sân khấu thì thọ cũng quay được, còn những mà chị Loan hay chị Ni hay là anh Hà Vũ Lưng hay là bất cứ nghệ sĩ nào tới thì thọ sẽ quay ha. Thì thọ chỉ có chia sẻ quay ở những tiếp cửa đến khán giả, đến ủng hộ anh Tí Chịu Trâm. Thì hiện tại thì nhà chuyện đoàn bữa nay thì chính thức là nghỉ bán ha cô chú anh chị. Những mẹp yến thì cũng đem lên tặng cho mấy anh em trình mẫu hết rồi, thì chị Tết rồi phải cho chị nghỉ ngơi ăn Tết nha cô chú chị ha. Thì hiện tại thì anh Hải cũng vừa mới mua cây mai về, cũng rất là quý luôn. Cây mai đó là đang chuyển hành đó cô chú anh chị, đang nụ rất là nhiều luôn, bông thì ít. Thì hôm qua thôi cũng quay ở những công viên bán hoa cô chú anh chị, thì những cây mai đó thì nở hoa rồi, thì cũng người ta cũng bán cần sự có tiền để đặt về quê, nhưng mà cũng vì năm nay làm ăn thua lỗ quá thì cũng có các công nhân nghỉ sớm không có tiền cũng về quê sớm nha cô chú anh chị. Thì một số người ở Sài Gòn thì mua thì ít thì bán thì nhiều. Thì đó, thì hôm qua thì hội cũng chia sẻ ở chợ qua. Thì bữa nay thì thôi lên nhà mình Loan quay chia sẻ bữa là 29 Tết đến nhà, đến cô chú chị chú bác ha. Thì đường phố thì bữa nay thì vắng lặng cô chú anh chị ha. Thì đó bán cà phê bên kia đó đó thì cũng đóng cửa rồi. Thì đường phố thì giống như ngày Tết thì cô chú anh chị. Còn mấy anh em YouTube thì cũng đi về quê, có thì quay hướng khác nọ, tại vì nhà thổi cũng gần nhà chị Hồng Loan, cũng lên đây khoảng nửa tiếng thì đến đây để chia sẻ đến cô chú chị và chú bác buổi trưa. Thì thổi cũng xin khép lại video ha cô chú anh chị, mong chú anh chị ủng hộ cho thổi một like, một đăng ký nha cô chú anh chị. Mong chú anh chị một giờ thôi. Bye cô chú anh chị nha, để thầu có thì mới thầu quay tiếp nha cô chú anh chị.